Xin chào ngày mới cả nhà mình nha, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Sáng nay ngoại với lại cô Tám đang ngồi cắt cái gốc măng tây này. Gốc măng tây này ai cho vậy Tám? Hả? Nhà chú Hồ ở trên đó nữa hả? Gốc măng tây rất là nhiều cả nhà. Tại vì ở chỗ mình là trồng măng tây xanh nó rất là nhiều, cho nên là thường là khi mình thu hoạch măng tây xanh á, mình chỉ lấy cái đọt non ở trên thôi, còn cái phần gốc ở dưới này á, mình hái bỏ. Cho nên là nhà mình có xin gom về, mình sẽ chỉ nhỏ ra nha. Đấy, mình chỉ nhỏ ra giống gì cả nhà mình, rồi bắt đầu cái mình sẽ phơi khô cho héo, rồi mình nấu uống như trà vậy đó. Mình nấu mình uống rất là mát, trị bệnh gì nữa không Tám? Nó đang thải những độc tố trong người Đào của thải độc tôi tố hả? Dạ. Nhà mình thì cắt cái này ấy ra nè, mình phơi nè, tại vì để tranh thủ có nắng ấy, mình phơi ra mình nấu uống. Thường là ví dụ người ta cũng hay mang tay là cũng hay làm trà đó cả nhà mình. Dạ, nhưng mà mình thì cái gốc này là mình làm nguyên chất luôn, mình rửa sạch sẽ xong mình chẻ ra, chỉ nhỏ ra xong mình phơi khô cho héo, xong bắt đầu mình nấu uống. chế đồ Dạ sao làm bảo quản đồ còn mình nó dạ sao mình nấu mình uống thay nước lọc luôn hay là mình muốn hả uống lúc nào mình uống? nấu như thế Dạ, bảo bỏ tủ lạnh đó ha, bỏ ngăn mát tủ lạnh mình uống đó nha. Bây giờ là nhà mình là ngày nào cũng chỉ cái này nè, chỉ ra để uống nè, uống thanh lọc cơ thể rất là tốt nha. Mà uống nó đào thải ra luôn không hả? Đường tiểu không? để tiểu À, đào thải ra đường tiểu. còn cái loại như bà Nga bà làm xét cà phê á đưa bắt đầu đưa vô cái hậu môn mình bắt đầu nó sàn Ghê vậy không? chỉ cái đào thải là ở trong cơ thể mình á Dạ. là tất cái cà phê á cà phê mà mua mình lấy á bắt đầu có một cái máy để luộc á cái bằng inox á lùi qua bắt đầu ở trên bắt đầu đút ống vô rồi bắt đầu nó rang Cơ thể mình là rang hết luôn bụng lâu ngày nè, mình ăn ăn hết uống rồi cái ăn này uống cái kia, rồi bắt nó đầu cơ thể mình nó sẽ tích tụ độc tố trong người mình á. Đấy, thì mình uống cái măng tây xanh này, mình chỉ ra mình phơi khô mình uống nè, nó sẽ nó đào thải độc tố ra trong cơ đào thể mình thải ra. nước tiểu còn cái Dạ, loại kia thì đào thải ra bên phân không? mình vệ sinh Dạ. cà phê Cho nên là bây giờ là đang có bao nhiêu là mình chỉ hết dặn đi, tại vì làng trên trong làng là ngày nào cũng có thu hoạch măng tây mà. cô tám ở đây mấy bữa làm còn nay mai mày làm mẹ mày uống chứ ở đây À, thì ý là để dặn mẹ với ngoại nè, thời gian của cô bắt đầu mình tám đấy. đi này rồi Dạ, trời quá cái này là chỉ để đi qua cho đây phơi khô chưa để bao cho giờ cô lấy Tám. bữa đó lấy bữa trước Dạ, tại vì cô cô Tám vô trong có vô Sài Gòn thì lần không nào có cái này cả nhà. Vô Sài Gòn thì lại không có cái này, cho nên là tranh thủ cô Tám đang cách ly ở nhà mình á, thì chẻ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu để mình có mình sử dụng. Còn nhà mình ở đây thì xung quanh mấy cô chú này trồng măng tây đó, cái gốc này cũng bỏ, mình xin mình gom lại. Bắt đầu mình chẻ, mình ngồi mình chẻ ra, mình làm xiên mình chẻ ra, mình nấu mình cũng chịu khó mình uống đó nha. Cái này cũng uống mát dễ uống lắm. Măng tây xanh này mình ăn sống được mà, nó như chất dinh bắp dưỡng cũng luôn nhiều. cái rau bắp á rau bắp tư cũng ngon lắm á nha Dạ, nhưng mà cái đó lại lại hiếm, lại đúng rồi ít. chỉ là bắp non á mấy cái Dạ, rau cái đó đó rồi ít. bắp già là không có ngon Bữa nay chơi lát nữa Thành với Pha qua qua chơi nha cả nhà. chắc đi qua cái đó Thành với Pha qua chơi với mình, nghe nói mình đi Đà Nẵng về qua chơi, không biết có em Nguyên không cả nhà. Mày đi ôm ở đâu vậy? Dạ, chúc răng Ô trời ơi, mẹ đi ôm gốc măng tây về nè cả nhà mình. kiểu thì giờ lấy ngày công à Hả? Về lấy ngày công rồi chứ. Đang bán nước mía mà bỏ đi gom gốc măng tây luôn ạ. Đó, mẹ gom về một bao nè. Đâu mẹ có trút ra không? giờ phải lấy lại ngày Có công trút ra không mẹ? nữa
Tại vì cái này là mình về mình rửa sạch nha cả nhà mình. Đây, đây là cái gốc măng tây nè. Ở chỗ mình là thu hoạch măng tây là cái gốc này sẽ bỏ. Cho nên là nhà mình sẽ đi gom về, rồi mình rửa sạch sẽ hết, xong bắt đầu mình sẽ xẻ ra mình phơi khô. Bây giờ là mình xẻ cái đó là cho cô Tám mày hơn. Dạ, còn mai mốt ở nhà mình ở đây mình gom mình xẻ sâu hơn. Để chờ cô Tám đi rồi ở đây mình gom mình nấu. Thì chờ cô Tám đi mình gom mình nấu. Bây giờ cô Tám dành đó rồi. Dạ. Bà muốn là đỡ cho mày trả lương cho mấy bữa lụm rét đó. Tại vì ở Sài Gòn đâu có cái này đâu cả nhà mình. Cho nên là để ủa trẻ từ bữa giờ được mấy ký rồi? Qua đây bữa giờ. Món cái này qua không? Món qua hả? Món qua hả ngoại? Thì trẻ vài ngày chắc cũng được 5-10 ký gì chứ hả? Hả? Ở đâu ra vậy cái này cái gì em tờ là phao khô nó gì vậy? Thôi thì mình một lần mình nấu một nắm chứ mấy à. Dạ nóng như trà vậy. Lần mình nấu một nắm cỡ 2 lít nước uống một ngày. Thì là nay mai có công ăn chuyện làm cho quà với mẹ rồi đó. Cái này thanh lọc cơ thể rất là tốt nha cả nhà mình. Mình uống vô là thấy kết quả liền luôn hả Tám? Uống vô cỡ tuần không ta? Gì đâu không tuần. Hả? Sáng chiều là hẳn sáng chiều à, mày ăn gì mày ăn lét thì lét mày uống vô lét cái tiểu ra là à hay ha. Tính ra hiệu quả tức thì luôn ha. Mình uống vô là sáng chiều là mình đi vệ sinh là nó thải ra là có mùi rồi nha. Tại vì độc tố nó ra nó có mùi cả nha. Lét hả hưởng dạ. Thải nhanh ha. Mà nó có vàng không Tám? Nó không có vàng, nó có mùi. À, nó không có mùi, nó có mùi nhưng mà nó không có vàng nữa hả? Dạ. Vậy là hay ha. Vậy cái này là thải độc tố hay nè cả nhà. Còn hay hơn là mình đi hái mấy cây thuốc nam, thuốc bắc gì luôn á. Thanh lọc cơ thể, uống vô là thải độc chứ. Thải độc cơ thể. Dạ hả? Lấy lúc cuộc ba nó đi đổ cho bà. Con tầm bà hút đổ cho bò. Chắc bà con dặn người không thấy mình nữa. Nói bà còn bà không chậm chậm hút đổ cho bò. Lâu lắm. Nhưng mà kiểu mình dặn bà hứa cho rồi mà bà không để cho mình á. Bà hứa cho rồi cuối cùng bà đi cho bò. Bà không nói chồng ở bỏ bò mà. Tới chồng à. Bà đi chứ tầm bà bảo này thôi sợ nó mất á. Dặn bà mà ổng á thì ổng không. Không làm tay. Không đây cái này chỉ nhỏ ra xong mình phơi khô về nha cả nhà. Mình phơi khô nó héo lại giống như là củ cải mà mình chẻ ra vậy đó. Phơi khô đây nè. Xong bắt đầu vô mình rửa nữa. Dạ. Sen cái bề dọc. Thiên nhiên ha chứ không có làm hại gì hết mà sợ. Dạ đúng rồi, cái này là tự nhiên nha cả nhà, đó. Gốc măng tây lên. Rồi bắt đầu mình phơi khô xong vô mình rửa sạch sẽ lại. Mình rửa lại. Dạ. Đây qua chỗ nhà cả nhà mình coi, kế bên nhà mình luôn vẫn có một vườn măng tây luôn. Đây. Đây là măng tây xanh nha. Măng tây xanh ở chỗ mình nè. Trồng nhiều lắm cả nhà. Khi mà mình thu hoạch cái măng rồi á thì nó sẽ lòi ra cái gốc. Cả nhà mình biết có ai thấy không để mình quay vô nha. Đấy, cả nhà mình thấy bên dưới cái gốc không? Bên dưới gốc có mấy cái đọt măng tây mọc lên không? Đấy, là cái đó là mình sẽ thu hoạch nha. Mình sẽ thu hoạch những cái măng đó. Nó giống như là một bụi tre vậy đó cả nhà. Thì mình sẽ lấy mấy cái măng đó. Xa xa có cái gốc kìa cả nhà mình thấy không? Đó, mấy cái gốc dài như vậy là sẽ bỏ. Thì mình sẽ xin cái gốc già đó mình giờ mình xẻ ra mình ngâm mình nấu mình uống cả nhà. Một vườn này cũng nhỏ thôi. Xung quanh là chỗ cái vùng chỗ mình là măng tây rất là nhiều. Cái đó mình phơi khô xong mình vô
mình rửa sạch nha, trước khi mình nấu uống á, mình rửa sạch rồi mình sao hả? Sao xong rồi bắt đầu để chanh. Dạ. Để đó. Mình sao cho thơm lên. Thơm. Rồi mình rửa sạch mình nấu uống. Bảo mà chuẩn bị bảo số 4 nữa nè. Mà không biết là có vô tấm mình không chứ cạnh ngồi ảnh hưởng nhiều. Dạ, chuẩn bị tháng mưa tháng gió rồi mà ngoài. Giờ cả nhà nha. À. Giờ thấm cây. Giờ thấm cây chưa? Thấm không? Vô. Vô. Thấm cho pha thử cây không? Em mới cắn cái đầu em cũng thấy cây lắm á. Cây hả? Có khô lát nữa ra hả? Phải không? Tiếc. Em mà kho cá rồi. Em mà kho cá em mà bỏ vô. Chỗ đó lát mình kho lâu á. Cái này mà kho cá thôi nha, ăn chạy luôn à. Cả nhà nha. Lâu lắm rồi mới làm video chung với anh Minh lại nha. Nhớ mừng quá trời. Khán giả rồi có hỏi được không em? Có anh. Có không? Có. Nhắn tin em nữa. Ủa đâu có ai nhắn anh đâu ta. Nhắn em hả? Nhắn em. Thấy sao? Sao hôm nay quay phim với anh Minh nữa. À. Hôm nay hai chị em đi qua quay phim với anh Minh. À. Em mới kêu là do chị Nghiên có công việc á. Ừ. Cho nên không có đi được. Cho nên hôm nay bắt khóc anh Thành đi nữa. Thành không ra clip cũng gọi pha hỏi nữa. Dạ. Chị Nghiên hay anh Thành hay anh không được chung hay gì đó là nhắn tin em hỏi. Hỏi pha không à? Mình cũng hỏi pha, Thành cũng hỏi pha, Nghiên cũng hỏi pha. Thành lập kênh mình bất ngờ. Bất ngờ lắm mà. Một hôm tự nhiên ngồi lướt YouTube ra thấy. Ủa? Sao kênh gì của Thành này đây nữa trời. Biết sao trùng họ á. Đúng rồi. Mình là thì hình Tấn Minh đúng không? Hình Tấn Minh. Còn anh là hình Văn Thành. Nhiều khi cũng giống cái gì. Mình lướt mình thấy anh đang nói ủa lập kênh nào thấy đang video đây trời. Giờ coi thấy mấy anh em quậy quá trời quậy luôn. Em coi video đầu tiên của anh Thành em còn hết hồn mà. Không biết là làm hồi nào làm gì do em ở Phan Rang, thời gian em ở Phan Rang anh ạ. Chưa về. Em coi em cứ anh Thành cũng làm clip luôn. Quay rồi vui với chậu. Rồi bắt đầu về. Rồi lúc đó ai quay? Em với anh Thành đâu? Lúc đó ai quay? Mấy em. Hả? Lúc mà là tự quay là tự, lúc đó là pha chưa biết là tự quay tự up luôn hả? Đúng rồi, tự quay tự làm luôn. Lúc kia là em thấy đăng rồi em mới gọi em hỏi. Hả? Nghiên cũng vậy. Dạ. Nghiên cũng thấy cũng mắc hồn chứ ủa. Làm cho anh nào vậy? Mà khán giả yêu thương ủng hộ lắm anh. Anh Thành mà không ra clip anh nhắn tin hỏi em biết không? Này cũng vui. Tại vì cách nhà mình á, chạy xe máy cỡ 15 phút không ta? Không chắc. Không. Hơn hả? Không. Xa xuống Quý à? Anh xuống Phú Quý có 10 phút à? Ừ, xa chứ, bên em qua anh sao chứ. Ủa gì hả? Dạ. Như ví dụ từ em xuống Phú Quý tầm 7-8 cây thì nhà em qua anh tầm 15 cây á. Có đó. Mà nếu mà đường đẹp á, chạy nhanh. Đúng rồi. Đường đẹp mưa á, nước còn đường xấu đi lâu. Còn đường đẹp chạy nhanh. Bởi vì lúc trước quay video á, mình qua mình rủ quay phim là mình hay cho em hàng xóm. Mà hàng xóm đây là cũng tới mười mấy cây. Mười mấy cây cũng gần. Phải gần gần rồi, qua quậy rồi hả? Chiều qua vô. Chiều qua quậy rồi tập tạ chung với Minh rồi. Đây con dân thoải mái rồi. Đông quá không thích rồi. Ở đây trồng cây cỏ nữa, chút trời, trời mát lắm. Có nhiều khán giả hỏi giờ Thành đâu, mình kêu giờ Thành đi làm được không? Mình đừng có nói thiệt cái chứ. Mình kêu giờ đi làm. Đi làm không? Mắc không rồi. Thì mình kêu là giờ mình đi làm. Đó. Làm không về luôn. Tại vì cũng thấy có nhiều người cũng hay hỏi Minh đồ á. Có hỏi coi mình có. Vâng đi. Hỏi sao. Tại được Thành
quay là không làm ảnh con gái á, ảnh con gái vô là kêu là con gái cũng ngang ngang tuổi con của mình nè, rồi xong rồi hỏi vợ Thành, cũng nhiều người hay hỏi là vợ Thành đâu rồi không thấy quay rồi á, nhưng mà anh kêu là vợ Thành đi làm xa rồi có được không, nói gì có được không? Được rồi, tại vì phải hỏi trước chứ. Mình hỏi là mình nói là vợ Thành đi làm xa rồi mà Thành ở nhà giờ đẩy trên đó có làm gì không, cũng vừa như vậy á. Gì không thì bữa giờ ở nhà có đi hái thuốc không? Mưa thôi đâu được đâu. Gì không? Được rồi. Mưa không có hái được không? Đúng rồi. Mình mà mưa vậy mình mà lạo giờ á, mình không thôi được là nó đóng mất điện. Em ăn cay được mà, nó cay quá. Tại mình có ấn tượng là cái anh Thành nó cùng hỏi với mình, mà anh đặt con anh cùng tên nữa với con mình nữa. Không hay á. Vậy hả? Cho nên là mình mới thấy cái trùng hợp, là cho nên là nói chung là cái cuộc sống của mình, gia đình của mình thì khán giả coi mình thì cũng biết rồi. Nhưng mà Thành thì khán giả coi Thành là cũng thấy quay chung với mình rồi cũng thắc mắc hay hỏi. Thì mình cũng nói là vợ Thành là đi làm xa. Nói chung là vợ chồng bình thường nhưng mà vợ đi làm xa, Thành ở nhà. Con còn gửi cái quà nuôi không? Gửi không? Chỗ qua chỗ lại vậy. Chỗ qua chỗ lại. Ở nhà thì ở trên đó thì đi làm không có tiền, rẫy này làm vườn không à. Không có gì đâu. Mấy đợt trước quay với mình á thì cũng có mấy cô chú ủng hộ mua thuốc rồi để cho Thành có công việc Thành đi hái. Nhưng mà bây giờ là mưa quá Thành đi hái không được. Mưa quá. Bây giờ đập thằng vui tính đây cho phía. Chứ nhà Thành mà bây giờ ở trên đó thì nhiều khi không làm rẫy thì cũng đâu thấy có gì đâu làm. Giờ cũng đông, cũng giờ nhà bên nhà ở đúng không? Đâu có gì đâu. Không có điện chắc nó bị chai quá không có. Nhưng mà vườn đồ lâu lâu Thành phải lên, ví dụ mình lấy mấy cát hay gì đó mình mướn người mình dọn cho để rậm rạp nó rắn ha. Muốn chơi với con á, chỗ lên nghi trang quá. Không có điện nó nắng nó tận. Thà qua nhà ở cái chỗ qua rồi có điện có đồ. Không qua trở lại phải. Nhà Thành ở trên kia rồi đi ngang qua nghĩa trang rồi trẻ nhỏ rồi buổi tối ví dụ ngủ lại nó cũng giật mình ha, cũng sợ. Không có điện nữa. Không có điện nữa. Đợt mình lên thấy ông ba làm ba cái nghĩa trang liên tiếp luôn. Ở dưới này rồi. Đối diện rẫy một cái nữa. Thôi ở dưới này vậy. Ở dưới này chở con đi chơi vòng vòng cũng có cái này cái kia nó vui đó, có điện đuốc rồi nó dễ. Chiều nhà ở đi, trên đó chiều chó đi ngoại giao rồi. Lâu quá rồi mình không có qua, thật ra bây giờ là mình cũng ít khi mình qua nhà Thành. Anh em bây giờ có công việc hết rồi, ngày trước thì rảnh rỗi thì được, rảnh rỗi thì mình cứ tập trung cả ngày à. Giờ lo làm mưu sinh thôi, cũng vì mưu sinh thôi cả nhà. Rảnh rỗi anh em mình vẫn quay video chung với nhau. Mai mốt là ra thăm nhà Phát bữa đó. Nhà Phát quay lên thấy tội lắm. Đúng rồi. Ăn rồi. Đi không? Bữa nào rảnh đi không? Bữa nào đi? Đi không? Đi. Ra 2-3 bữa về. Thôi đi không? Dạ. Hạnh vui. Đổ nào cũng đi hết á. Mấy này mà không có lắm, đi đâu đi hết á. Đi 2-3 bữa về. Chào luôn. Sợ nhà nó không có gạo nuôi không đâu. Bây giờ thằng vét mỗi ký gạo. Đúng không? Thằng vét 10 ký gạo. Bác nó mà coi video là nó phải rồi. sợ ra báo không có gạo không? Dạ. Anh không có báo đâu nha, Phát nha. Đứa mà cái gạo có gì đâu phải không? Em khóc hả? Em bé khóc. Ủa quậy nuôi trẻ mà. Vậy mà nãy quậy kêu quậy nhạn, con định lát con bỏ con đi về nữa chứ không? Nhà mình bữa nay toàn mình giữ trẻ không à. Nhà Phát bà cô gần nhà nè, ngày nào cũng ẩm ra để từ sáng tới chiều qua ẩm về. Ủa được luôn hả? Nó dễ lắm. Mẹ em giữ nhỏ rồi cho nên bây giờ nó đi theo luôn à. Dạ. Quen. Cay quá. Vậy có gì mình hút trước ha. Hút trước. Nói em đây. Là đảo nóng loạn. Ủa nhà qua đảo không? Đảo. Đi nghe Phát nói là phải đi cái gì, đi ghe, đi tàu gì, đi ra tàu luôn. Qua
mà nhanh nè, đi con chút à. Kệ, chắc bằng từ đây qua cây me đó à. Dạ, cũng có cây me đó à. Dạ, cũng sát bờ mà. Nói chung nó như đảo Bình Hưng mình vậy. Mình đi từ ngoài đất liền mình chạy ra đó, xong mình đi ra đảo. Anh đâu có đi đảo Bình Hưng lần nào đâu anh biết. Bồ chưa tạo. Đi luôn hả? Tự thơ bất hạnh chứ đó. Không, nói cho anh Thành đường Phan Rang rồi cũng biết không. Chúng ta cũng biết đường đó. Có vậy như anh nhờ làm YouTube rồi anh còn đi đi đây đi đó, chứ còn ngồi ra chắc anh cũng biết chỗ nào luôn á. Nhiều khi á là biết cái đường đó mà người ta kêu cái tên đó, ủa tên đó là chỗ nào. Thôi mai mốt đi đi đảo một bữa em ơi, ra anh em cho với khỉ vài ngày vậy. Ở đây cho với khỉ chưa đảo. ở đây khỉ rồi trời. Trời với mấy đệ tử này không à. Cay quá hả Phà? Cay quá. Ăn đã, ngon. Mà hơi cay. Bớt chứ nó vừa quá. Ớt nữa. Ở càng đỏ không, vậy? Càng đỏ càng cay. Càng cái gì càng... Mà cốc ngon cũng hả? Ngon nữa anh. Cốc ngon. Chấm muối này hộp. Chấm hơn hộp. Chua chua ngọt ngọt. Chấm mì. Hồi nãy em mới coi hiệu xong để em về em đi mua. Chấm cốc hả? Ngon. Làm may cạo râu nha. Mày cắt tóc cà râu chưa? Đi Đà Nẵng mới về mà. Phong độ lại chứ. Đà Nẵng mới về chưa cạo râu cắt tóc gì hết. Tới nhà anh mới về là tụi em đáp qua đây luôn á. Lâu lâu mấy anh em mình ăn bữa cũng vui. Bên trong tình cảm mình chơi với nhau nó vui thôi chứ. Ăn uống thì anh Minh thấy món gì cũng vậy à. Em qua mà qua không được mà qua cầm nè cũng bất ngờ nè. Không bữa nào mang cắt khô rồi qua cũng được. Đấy. Anh em mà vui được. Ừ. Thì bữa nào ra nhà phát nói gì á. Anh em mình ra vui với nhau chứ. Gạo làm chi em. Nhỏ ăn mì tôm không mà nói gặp mấy cha mấy mẹ ra. Nách chữ. Nó thầm bụng chứ. Má bữa giờ ăn mì tôm chết rồi mấy cha mẹ kêu. Ra ăn còn mì tôm quay đó ăn nữa. Tình nghĩa mà em có gì đâu. Năm hai tờ 500 anh coi như 1,000. Có gì đâu em mà lo. Nhưng mà ra đó đảo thì mình ra cho biết, thì mình cũng có ra lần rồi. Đồ ăn ngoài đó cũng ngon lắm. Đảo lớn cũng nhỏ à, có bự không? Kế bên có bên nữa. Tao đồ đi bắt ốc luôn, cua rồi có luôn. Cua đá, câu cua. Kẹp đùi gà vô. Còn đùi gà vô câu. Câu hả anh? Ừ. Thấy người ta câu bỏ xuống mấy kệ đá, cái nó đu vô. Dạ. Kế bên đảo bên bên luôn à. Được á. Muốn chào bên bên này đi qua bên bên luôn. Mà có tiền mua vé vô cũng được, không có tiền chơi trò chơi thì mua vé. Đi biết thì ở nhà anh nhà. Ra chủ yếu thăm nhà em khác luôn. Cho em khác làm bảo ăn khác giống em đi trải nghiệm thôi. Em coi video mà em thấy phát chặt cây củi á. Mà em chán đời thì con. Chặt cây củi chán đời rồi chứ. Em nói ủa chặt cây củi kỳ chào đi theo anh Minh đó giờ mà học hỏi được cái khó nào chặt cái cây củi mà em thấy chẳng có đất đâu. Chẳng biết trong ngoài nữa. Chặt củi mà chặt ngang sao lớp. Mà gì không mà nhà nó giống như cảnh nhà Minh hồi đó hồi xưa. Được. Nhà Minh hồi xưa cũng vậy. Bỏ rồi. Che bằng bao này này, mấy cái bao này này. Che làm vách làm đồ nhà anh đó, che gì không? Thành đó ông đẩy cũng y vậy. Ừ. Che bằng tấm bạc muối á. Ừ. Thảo. Hai vợ chồng ở. Mà thời điểm đó mình đâu có làm YouTube. Ừ mà không có điện có đồ khổ. Tại vì đào giếng nữa. Trời đào giếng đâu có nước đâu. Mình tin mình tin 1 tháng xài 500 ngàn hả? Hả? Hai người á. Đi kiếm đồ ăn không à Phan? Lúc đó anh Thành mới lên đó là anh biết gì không? Cá, ốc, đồ nó chung trên nó còn đồ tự nhiên lắm. Chưa có nhà gì. Rồi xong lên anh Thành ăn cá quanh năm vậy đó. Nhưng mà đi bắt cá, bắt kiếm cá rồi á. Chứ hồi đó là tiền đi chợ đâu có đâu. Đâu có suy nghĩ tới chuyện à ngày mai ăn gì bắt đầu đi ra chợ mua đâu. Ăn gì tự đi kiếm không à. Cái đó thương anh Thành lắm. Em cứ bên nhà em qua em xách đồ qua. Cái cảnh khổ mà ở dưới quê là vậy cả nhà.
mình biết cái cảm giác là mình trải qua được xung quanh là nhà ai cũng có điện, nhà mình có điện nó buồn sao không? Thấy mình cũng tuổi hơn lắm. Thì mình ngày xưa là mình có một cái bóng đèn, xong bắt đầu cái mình sẽ gắn một cái bình ắc quy vô á, là cái đó là mừng lắm rồi đó, thắp đèn bằng cái bình ắc quy đó là mừng rồi. Mà bữa nào mà hết bình á, tới thui thắp đèn dầu lù 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 nè, rồi ăn cơm uống trà rồi. Mà thời điểm đó tuy nó khó khăn hơn bây giờ nhưng mà thời điểm đó vui, không lo nghĩ gì hết. Như anh Thành hồi đợt là không có đèn cũng có gì hết, cây đèn binh á, ngày là cầm qua mẹ sạc xong rồi chiều đúng phải rồi. Cầm về. Hồi đó thì tuy khó khăn nhưng mà không suy nghĩ giống như bây giờ. Bây giờ thì suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ nhiều. Sự vô tư lắm. Ồ ăn. Có gì ăn đó vui vẻ là được rồi. Ăn xong rồi vui vẻ rồi mà tối ngủ nghe nhạc rồi không nói chuyện đi chơi vòng vòng không ngủ. Mai lại rồi cái mình cứ bình thường vậy thôi. Hả? Còn bây giờ thì nó nhiều thứ để suy nghĩ quá. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bề trong tan nát hết rồi. Tan nát. Bây giờ cái gì cũng có. Điện thoại cũng có. Điện thì cũng có, xài cái gì nhà cửa rồi cũng có, yeah. Cho em vui cho nắng hết nhưng mà cuộc sống lại thấy không vui. Lạ kỳ ha. Lại thấy không vui bằng ngày xưa, nếu mà đi so sánh mà vui với buồn á thì là bây giờ là lại cảm thấy không vui bằng hồi đó. Thành muốn quay ngược lại như hồi xưa. Hồi đó tuy mà khó khăn khổ nhưng mà mình xum quầy, mình chơi, mình người này người kia, mình nói chuyện là lại thấy vui hơn. Còn bây giờ là làm bạn với điện thoại không? Cuộc sống ai nấy sống cả nhà, không có giống như ngày xưa nữa. Đấy. Nhiều khi kế bên vậy chứ mà cả tháng trời, mấy tháng trời mới gặp nhau một lần kiểu gì. Nó có đúng. Nó giống như hồi đó đâu. Nó chiều chiều mở tivi lên nghe ba coi. Bắt đầu hoặc là bắt đầu chết trà đi, xài đập đá mà chết trà đi, bắt đầu ta mua bánh mua kẹo rồi. Cái vui. Cái thờ mà dưới cầu á mà chiếu bằng cái tivi trắng đen á. Coi tôm ngộ không mà đi coi ký không đi đúng giờ đó. Đi coi. Đúng giờ đó ngồi coi ký à. Tại Vũ ngập phơi em mới mở lên TV coi là mình ở ngờ dự hàng đầu không mà đâu có vô ngờ bàn được. Tiền đâu kêu ly gặp phơi. Cứ dự hàng đầu đứng coi không mà nó vui. Bởi vì khi mà Phát nó ở đây á, lúc mà nó vô nó làm thì mình nó cũng nghe nó tâm sự, mình biết là nhà nó khó khăn nhưng mà mình nhà cửa sao mình không biết. Nhiều khi về nó chia sẻ rồi thì mình mới thấy thôi, chứ còn lúc nó ở trong đây mình cũng khuyên rồi. Mình cũng kể à ngày xưa anh cuộc sống khổ làm sao đó, bây giờ thì nếu mà em nói em khổ thì thôi cố gắng lên thì từ từ nó cũng sẽ vượt qua kiểu vậy. Ăn thua là do mình nữa, mình chỉ cần mình cố gắng này, mình biết mình nắm bắt cơ hội thời điểm để mình cố gắng thì chắc chắn là sẽ vượt lên được. Mình cũng hay khuyên em nói gì giờ về làm thì chắc hy vọng là kênh nó bật kiếm tiền rồi. Mấy em á, anh em chơi với nhau ai anh thương hết. Kênh thì hy vọng là cũng bật kiếm tiền rồi cho mấy em mà bật kiếm tiền anh cũng mừng. Thì làm thì mỗi người mỗi tư duy, mỗi cái chủ đề khác nhau, không có ai giống ai hết. Mà chỉ cần mà mấy em cố gắng thì mấy cô chú chắc chắn sẽ thương và ủng hộ đó. Yeah. Xem nó như pha bữa em nói là đủ điều kiện em đang làm thì anh cũng mừng. Yeah. Thì em cũng có con nhỏ rồi thì thôi mình cố gắng kìa. Mình cảm thấy mình phù hợp với cái chủ đề gì thì mình cứ làm tới yeah. Vậy riêng cái kênh của mình. Chị Nguyên thì nhiều khi em quay chung với chị Nguyên cũng được. Nhưng mà chị Nguyên thì nhiều khi có công việc riêng rồi này đó thì thôi mấy anh em cố gắng. Rồi rảnh rảnh thì anh em mình lại gặp nhau lại ăn bữa rồi vậy. Yeah. Bình thường khán giả thì yêu quến anh em mình thì chắc chắn là sẽ xem ủng hộ. Yeah. Như vậy. Không có gì phải lo hết nhưng mà nói chung là đừng có quay nhàm quá là được. Đúng rồi. Đó, đừng quay nó mà sàm nách quá là không. Người ta lại không thích coi, tại vì đa số nói, khán giả trên kênh của anh mà một khi mà đã biết anh chơi với tụi em rồi mà tụi em lập kênh thì khán giả cũng sẽ coi ủng hộ, nhưng mà khán giả trên kênh anh đa số là người lớn tuổi. Yeah. Mình làm mình phải biết là cái kênh mình là khán giả của mình là lứa tuổi, trên YouTube có phân tích ra hết à. Đúng rồi. Yeah. Lứa tuổi xem kênh mình là bao nhiêu tuổi có phân tích ra hết rồi. Yeah. Mình làm cái chủ đề nó phù hợp đó. Chứ mà nhiều khi mấy kênh mà là trẻ em hay là trẻ nhỏ nó coi nhiều thì mình làm mấy chủ đề đó thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ coi. Yeah. Như mình này, mình chủ đề người lớn thì mình làm mấy cái gì nó phù hợp thì chắc chắn người lớn sẽ coi liên tục. Như kênh anh á, fan toàn người lớn tuổi không à. Thì, yeah. Mà nếu mà mười mấy tuổi, hai mấy tuổi ít lắm. Hầu yeah. như là rất là ít luôn, không có luôn. Không có. Đa số là kênh mình là người lớn tuổi là trẻ nhất là ba mươi mấy trở lên. Yeah. Ba mấy trở lên. Lớn tuổi nhất là 80 mấy,
anh vô anh coi trong phân tích là từ 18 tới 20 mấy rồi từ 28 tới 30 mấy là nhiều nhất. Của em thì 30 là nhiều nhất. Của em thì 35 đến 45 là nhiều. Cô chú không? 35 thì vẫn là anh chị được. Nhưng mà biết sao không? Tại vì làm về mấy cái gì troll hoặc là giỡn này kia đó thì những người trẻ tuổi sẽ coi nhiều hơn. Đúng rồi, lâu lâu mình nói chung làm cho cô chú vui một bữa đó. Vậy đó. Đừng có nhàm quá là được. Đúng rồi. Lâu lâu cho cô chú vui một bữa đó. Nói còn như em phai cũng vậy. Thấy cũng gần đủ điều kiện cũng kêu thôi em quay đi. Ráng cố gắng đi. Pha nói chuyện có duyên mà nấu ăn ngon nữa thì cũng được. Nếu mà anh thấy vậy thì em cố gắng em nghiên cứu về đồ ăn chút xíu. Tại vì thời bữa giờ em lên mạng nó cũng có nhiều món để nấu. Nghiên cứu về đồ ăn chút xíu rồi set up cái chỗ nào, cái góc bếp nào nó riêng tư. Bắt đầu mình nấu ăn, mình vay cũng được. Em nấu ăn, em làm, mấy cô chú cũng thương cũng coi. Thành đang ít mà cũng gần đủ điều kiện thôi. Dạ. Còn mấy trăm nữa. Góp như chợ. Có mấy clip mà. Nín lập kênh giờ rồi đủ điều kiện rồi góp như vậy. Nếu mà 2 clip rồi là vô luôn. Vậy là phải giờ đáng làm mà quay với mấy có mấy thằng em rồi nó cũng vui á. Chủ đề là hợp với Thành thiệt. Thành mà làm ẩm thực có hợp đâu. Đâu làm ẩm thực đâu, ít lắm. Ừ. Nói chung thích đi, nói chung không có thích mà mua và quay với nó. Tự nhiên đi bắt rồi hay là cái này đó, thích vậy đó. Cái chủ đề nó phù hợp với mỗi người, cả nhà YouTube đa dạng chủ đề. Tùy mỗi người, mỗi chủ đề khác nhau, không có ai giống ai được. Như Thành mà nếu mà ngồi mà nấu ăn làm ẩm thực quay là mình lại thấy Thành không hợp. Nhưng mà làm mấy anh em mà đi troll hoặc là mà đánh bắt cái này cái kia thì mấy anh lại thấy Thành hợp hơn. Vậy đó, hợp hơn mình. Cho nên là thôi cái gì mình cảm thấy nó phù hợp, mình thoải mái ha. Mình làm YouTube trong cái tình trạng thoải mái nhất. Với em phải suy nghĩ một điều là quan trọng trước tiên là phải nói là mà mình thích, có thích cái đó hay không. Mình có thích chủ đề đó không? Chỉ cần mình thích chủ đề đó thì mình làm, mình sẽ với tâm trạng thoải mái. Đấy, thì khi mà mình mới truyền tải được cái năng lượng thì khán giả mới thích xem. Đúng. Chỉ quan trọng là Thành thích cái đó thì Thành làm về chủ đề đó vậy thôi. Như pha rồi cũng vậy, mấy anh em cũng vậy, mỗi người mỗi chủ đề thì hy vọng mấy anh em mình làm. Thôi, ăn đến đây thôi. Bữa nay lâu lâu anh em mình gặp nhau mình nói hơi nhiều chút xíu nha cả nhà. Không, anh em tâm sự vui mà. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh Minh á. Nhưng mà cái tính mình thì mình cũng thích nói chuyện với mấy anh em là mình. Đúng rồi. Mình chỉ chia sẻ những gì mà mình biết thôi cả nhà. Nó nhiều có những khi mà mình sống nhiều khi có những câu nói mình nói thì nó hơi thẳng tính quá thì mấy cô chú mình cũng thông cảm bỏ qua cho Minh nha. Nhưng thật chứ thật ra thì Minh cũng có không có ác cảm gì đâu. Nhưng mà kiểu mình hay nói thẳng tính rồi nhiều người họ sợ họ tự ái nó. Không thích nói thẳng à, mấy người mà định ngờ nó ngọt Thành mới sợ thì nó người nó thẳng không sợ. Sợ mấy người ngờ cái gì. Dạ. Mà trong lòng phải vậy đâu. Tại nên Minh là Minh hết thời thôi, Minh không có để bụng. Đấy. Mình hay nói thẳng tính, ví dụ như mấy em là nó cái gì mà nó mình kiểu vô tình mình thấy cái đó nó sai hay là cái gì đó mà là cái đó phản xạ của mình là tự nhiên cái mình la lên liền à, mình nói ôi đó mà nói gì thì nhiều đứa nó lại buồn, nó lại tự ái như vậy. Nhưng mà thật ra là cái tính của mình nó hay la la vậy chứ mình không để bụng, không ấy, mình cũng thích chẳng là mình không biết thôi, mình biết mình cũng chỉ anh em cái này cái kia thì mình thấy cũng mình cũng vui. Bây giờ là thôi mấy anh em ăn xong rồi thôi mình dọn nghỉ. Này nó nhiều quá cái nhà. Ăn cốc ngon quá chứ. Nhưng mà mai mốt là ra thăm nhà em phát chơi phải không? Ok. Đi nào. Hả? Cho lịch nha. Cho lịch thú alo cái này. Sắp xếp. Tại vì cuối tuần này đi đám cưới rồi, ăn đám cưới xong mà. Rồi mấy anh em đi đâu cũng mấy anh em đi luôn. Cuối tuần này ăn đám cưới xong đi rồi alo sắp xếp rồi nội ngoại về yên ổn rồi bắt đầu mình đi. Hai dòng hai họ hai bên xin phép dòng họ yên ổn rồi dạ, xin phép nội ngoại hai bên rồi con xin phép đi chiến bữa con về dạ. Con mang gạo nữa, con mang gạo cho con mượn 1 kg. Ê nói này nó cha dạy mà mình đi cứ thằng giáp bao gạo 1 kg đi thẳng vô có thấy nó hài kiểu gì trời. Ngừng bị cá khô. Ngừng bị cá khô. Chèo cổ á. Pha giác bịch ra nó bị cá khô. Kêu thằng cameraman quay nữa đi cười bệnh luôn hả? Chớ lượt phát vô cũng đầu đầu nha. Ủa? Cái gì vậy? Anh? Gì vậy? Là ngày nè. Mấy anh ra chứ em cũng lo được miếng cơm cho anh nha. Cái gì vậy? Hay là sao? Hay là mình đừng có giác anh liền. Mà nói vậy phát biết hết rồi. Giờ đợi tới bữa đó anh không đi mình... cái này chắc để cắt bỏ ra. Mình nói chứ
Mình đi không đâu. Đừng ghê. Mét ba lô đồ gì á, vô quăng bộ đồ phịch đó là xong rồi. À, ở lại mấy bữa nha anh em. À, vô nhà nó đủ sao cái gì chờ. Vô không biết đâu, đói bụng quá. Có gì chắc đó gì đây, cái này là có mới nói nha. Bữa nó là vài bữa anh ra nhà chơi, nó kêu dạ anh ơi đừng ra nhà em chứ. Ủa sao vậy? Tại nhà em có nhà vệ sinh đâu. Ê, cái này dễ em ơi, anh ví dụ anh có đi cầu thì anh ra lấy len cút lỗ. Có cái len là được rồi. Còn đi đái thì anh ra việc rừng anh đái đâu bình thường. Nó nói cũng đúng, tại vì nó cũng ngại, nó sợ mình ra ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày xưa nhà mình cũng vậy thôi, ở có nhà vệ sinh đâu. Toàn là ra ngoài đi không, ra mương, ra bụi, ra đồ không, mình đi vệ sinh không mà. Mình cái đó mình thấy bình thường, mình quen rồi. Mát lắm nha. Mát không á. Ờ, mát nữa. Trời ơi, gió lùa. Nhưng mà em nó kiểu em nó sợ mình ra không có nhà vệ sinh đồ rồi nó kêu bất tiện. Ờ, anh ra bất tiện, nhà em không có nhà vệ sinh. Rồi đâu có sao đâu, đúng không? Dạ. Nhưng quay lên cũng thấy tợ. Vậy bữa nào mình qua mình đó. Báo mấy bữa vậy đó. Nói chung báo chừng nào hết thùng mì tôm về. Thấy bữa phát đập chiến dịch cũng còn mớ, để đó đi ăn phát nha. Xong rồi vài bữa ra chứ. Ra bắt đầu thử phản ứng sao. Xong lát nữa ra mỗi thằng vác bao gạo đi vô. Giấu mấy... ra giấu gạo chưa? Mấy anh em này nguy hiểm lắm, nó vô nè. Để cho đồ mòn đó. Bác cẩn thận phát nha. Không, nhưng mà mình nói vậy thôi, nhưng mà mai mốt mình ra mình sẽ có chiến thuật khác á, chứ không phải chiến thuật đúng này rồi. Đâu. Mình nói vậy thôi. Vậy thôi phải mình đã tròn là nó phải chiến thuật nó phải khác. Cái này thấy là không? Đang dương đông kích tay thôi. Ta nói đúng không? Ta ngày đó đừng có điện khai bao nha em. Không, tao đâu biết nhà, biết nhà. Biết nhà hả? À. Rồi, xong rồi. Tại vì lên Google Maps kéo zoom vô là nó chỉ nhà đó rồi. Rồi vậy? Hả? Bây giờ ngồi đây mình biết cái nhà này đó đúng không ạ? Google Maps. Bị tinh thần nha em. Em biết địa chỉ. À. Em biết địa chỉ thôi chứ em không biết nhà. Em chỉ biết đi ra đảo cái phường gì ta? Phường Vĩnh Nguyên. Dạ. Không thì đảo đó anh biết rồi, mai mốt anh nhắc đi. Dạ. Mình là bắt mà một màn tròn là phải nói là bí mật. Đúng rồi. Nhưng mà cái này là mình nói sơ sơ, cái này là bỏ. Chiến thuật này là nói là bỏ. Nói xong là bỏ không xài nữa nha. Dạ chắc nặng lắm rồi. Đó giờ cắt bỏ chứ thôi, dọn dẹp vô. Tối rồi cả nhà. À, bây giờ anh em mình sẽ phép khép video tại đây nha cả nhà mình. Bữa nay lâu ngày anh em mình gặp nhau cũng có một món bạch tuộc với lại rau bạch tuộc với lại tôm nướng anh em mình ăn rồi tâm sự. Đấy bàn chiến thuật là sẵn, anh em sắp xếp công việc xong hết rồi, mai mốt là nhà em phát cho em bữa. Đấy thì cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Anh em mình xin phép khép video tại đây. Bye bye, hẹn lại cả nhà mình. Bye bye, hẹn lại cả nhà.